Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử đoàn công tác tới thăm hỏi động viên gia đình bé trai 5 tuổi ở Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, dẫn đến tử vong vào ngày 29 tháng 5. Đoàn công tác đã gửi tới gia đình lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng tập thể lãnh đạo Bộ và mong gia đình cháu sớm vượt qua nỗi đau này. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn gửi sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái bình yêu cầu báo cáo sự việc đồng thời bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo thái bình phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành những công việc cần thiết để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và động viên chia sẻ hỗ trợ gia đình cháu bé thực hiện các giải pháp để đảm bảo ổn định việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em của trường mầm non hồng nhung và các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, sự việc xảy ra tại trường mầm non Hồng Nhung 2. Đây là một trường tư thục có địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Trường được thành lập năm 2022 do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cấp phép hoạt động. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã ban hành văn bản số 2020 UBNZ KGVX về việc chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ em, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường. Về phía ngành giáo dục địa phương, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cũng đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo thành phố Thái Bình, phối hợp chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chính quyền xã Phú Xuân, các cơ quan, đơn vị kịp thời hỏi thăm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trường mầm non tư thục, chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học, trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô, chỉ đạo trường mầm non Hồng Nhung 2 làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh, giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường, không để ảnh hưởng đến các học sinh khác. Khoảng 15 giờ 30 ngày 30 tháng 5, chị TTLP, có mặt tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, sau chuyến bay dài từ nước ngoài về Việt Nam để gặp mặt con lần cuối. Con trai chị là bé TGH, sinh năm 2019, mãi mãi ra đi sau khi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh trong tiết trời oi nắng 35 đến 37 độ C. Gục trên vai người thân, bạn bè, nước mắt người mẹ không ngừng rơi cùng nỗi đau xé lòng. Những tiếng nấc khóc thương của người thân vang vọng bên trong nhà tang lễ khiến ai nấy đều xót xa. Chị B thường xuyên phải công tác xa nhà, mỗi lần vài tháng rồi lại về thăm con ít ngày. Lần này chị mới đi công tác. Nhận tin dữ, chị vội trở về nhưng không còn được nghe con gọi hai tiếng mẹ ơi. Anh Nguyễn Ngọc Thái, 37 tuổi, người trực tiếp cậy cửa để cô giáo vào trong xe bế hát ra ngoài, cũng có mặt để chia buồn cùng gia đình. Anh nhớ lại, ngày 29 tháng 5, trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, tổng kết nên học sinh về muộn hơn bình thường. Gần 18 giờ, khi anh đến đón con đang học lớp 5 tuổi, thì thấy hai cô giáo đang cậy cửa ô tô. Tôi chạy lại hỏi xem xảy ra chuyện gì, có phải quên học sinh trên xe không? Thì cô giáo nói vâng. Tôi vội vứt lại xe, đạp 4-5 lần nhưng cửa không mở. Nhìn thấy một khe, tôi dùng tay ghi vào thành xe, một tay bẩy cửa, tạo khoảng trống để cô giáo vào được. Anh Thái nhớ lại. Anh như rụng rời chân tay, khi nhìn thấy bé hát tím tái, tay có vết sớm máu. Cả ngày túc trực ở nhà tang lễ để lo hậu sự cho cháu trai, anh Trần Đức Anh, cậu ruột của bé GH, buồn bã kể lại thời khắc nghe tiếng GH bị sao rồi. Khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 5, anh tới trường đón GH sau buổi tổng kết nhưng không thấy cháu đâu. Anh ngồi đợi đến hết buổi tổng kết mới bắt đầu đi tìm cháu. Anh Đức Anh lên tầng và tìm các lớp anh hỏi giáo viên trong trường thì được mọi người hướng dẫn tìm cô nhâm khi thấy cô nhâm anh đức anh hỏi thông tin cháu mình thì cô giáo nói hôm nay gh không đi học anh liền gọi điện về cho mẹ bà khẳng định cháu đã đi học và gửi cô giáo rồi các cô đi tìm tôi nghe ngoài cổng có tiếng gh bị sao rồi này tôi chạy ra thì thấy một người đàn ông bế cháu mình ở trước cổng cháu tôi người tím tái tôi hô hấp cho cháu nhưng lúc ấy bé không còn thở tôi vội bế bé đi cấp cứu Đến bệnh viện, bác sĩ bảo cháu đã tử vong. Anh Đức Anh nói rồi bật khóc. Bà DTH, bà ngoại bé H, cũng khóc nghẹn mỗi khi nhắc tới cháu. Bố mẹ thường xuyên phải đi công tác xa nhà, GH sống với bà ngoại và cậu. 6 giờ 20 hôm qua, bà dẫn H ra xe đưa đón của nhà trường. Khi tận mắt thấy cháu ngồi vào hàng ghế sau ghế tài xế như mọi ngày, bà mới trở vào nhà. Đây là năm thứ hai, bé H học ở trường mầm non Hồng Nhung. Để thuận tiện việc đưa đón, Mẹ bé chọn dịch vụ xe đưa đón của trường. Bà hắt chết lặng khi biết tin cháu được tìm thấy bất tỉnh trên xe ô tô. Bà chạy vội vào bệnh viện, nhìn cháu trai sáng còn vui vẻ cười đùa giờ nằm bất động, quần áo ướt sũng, gào khóc sao cũng không thấy cháu có phản ứng, trái tim người bà bị bóp nghẹt. Dư luận cả nước đang hướng về vụ việc xảy ra tại Thái Bình, theo đó một cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh dẫn đến tử vong, đau xót thương tâm, căm phẫn là những cảm xúc của cư dân mạng khi nhắc đến chuyện này. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên có trẻ qua đời vì bị bỏ quên trên xe. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ vụ việc ở trường Gateway, nay là The Dewey 5 năm trước. Dù không cùng thời điểm, khác vị trí, nhưng hai vụ bỏ quên trẻ trên xe này đều có những điểm chung gây chú ý. Vai trò của lái xe Lái xe có nhiệm vụ chính là điều khiển phương tiện đưa đón các bé, nhưng đó chưa phải là tất cả. Chỉ cần thêm một hành động liếc nhìn ra phía sau xe, ra soát bằng cách cất tiếng hỏi, hẳn là đã không có vụ bỏ quên nào diễn ra. Tài xế trong vụ kết quay lẫn vụ ở Thái Bình vừa qua đều không kiểm tra khoang hành khách, không vệ sinh ô tô sau khi chở các bé đến trường. Có thể họ đã hối hận dai dứt nhưng không thể phủ nhận một sinh linh bé nhỏ đã bị bỏ quên trên chiếc xe họ lái. Chỉ cần một chút cẩn thận, có thể là họ đã nhìn thấy cháu bé và sự việc đau lòng không xảy ra. Vai trò của giáo viên và người quản lý ở vụ kết quay, bà Quy khi chưa đềm danh đã ghi vào sổ nhật ký rằng học sinh gồm 13 cháu, không có học sinh xuống muộn. Việc này vô tình khiến cháu L bị bỏ quên trên xe ô tô. Trong lớp học, giáo viên Nguyễn Thị Thủy, chủ nhiệm lớp, khi điểm danh phát hiện lờ vắng mặt nhưng cũng không ghi sĩ số, không báo cho gia đình, không cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm của trường. Tương tự trong vụ việc vừa qua ở Thái Bình, cô giáo đưa đón trẻ không kiểm tra trước khi xuống xe. Giáo viên trong lớp chụp ảnh điểm danh trẻ gửi lên phần mềm của trường và biết bé hát vắng mặt nhưng cuối cùng vẫn không có thông báo gửi đến gia đình của hát quy trình đưa đón trẻ vốn rất cẩn thận bằng chứng là những quy tắc bị xem như dầm già nếu không có sự tác trách của người lớn những đứa trẻ đã không ra đi một cách oan uồng như vậy liệu đây có phải là lần đầu họ sao nhãng như vậy hay không ngoài kia còn những người tài xế giáo viên quản lý nào chủ quan như vậy hay không theo báo cáo của trường mầm non Hồng Nhung 2, lô 2021, khu tái định cư 26 ha, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tài xế đưa đón học sinh trong vụ việc trẻ tử vong vì bị bỏ quên trên xe đang gây xôn xao dư luận là ông Ngờ VL. Ông L chỉ tham gia đưa đón học sinh bằng xe 29 chỗ từ ngày 22 tháng 5 vì tài xế chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới. Phương tiện ô tô 29 chỗ dùng để đưa đón hàng ngày do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Báo cáo cho thấy, trường mầm non Hồng Nhung được thành lập năm 2022 do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập, phòng giáo dục và đào tạo thành phố cấp phép hoạt động với 12 lớp trên 272 trẻ. Giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong là cô Đoàn Thị Nhờ, sinh năm 1998, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non. Thứ hai là cô Nguyễn Thị Phở, sinh năm 1966, trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non. Nhân viên tham gia đưa đón học sinh là cô Phương Quy A, trình độ đào tạo trung cấp dược. Theo nhà trường, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, lái xe NVL và nhân viên Phương Quy A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ các gia đình đến trường mầm non Hồng Nhung Hay, trong đó có cháu TGH. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, người thân của cháu Hát đến đón, không thấy cháu ở lớp nên đã khẩn trương báo cho nhà trường. Tập trung tìm kiếm và phát hiện cháu Hát vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường, xe đậu tại khuôn viên nhà trường. Do lái xe không có mặt tại hiện trường nên phải phá cửa xe đưa cháu Hát đi cấp cứu. Khi được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện xác định là cháu Hát đã tử vong. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc vào tối ngày 29 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp làm việc với công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình và các sở ngành liên quan, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Cũng trong tối ngày 29 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người để điều tra làm rõ các tình tiết động cơ, nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 30 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành văn bản số 2020 UBND KGVX về việc chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ em, đảm bảo môi trường an toàn khi cho trẻ đến trường lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo thành phố thái bình phối hợp chỉ đạo các đơn vị kịp thời thăm hỏi chia sẻ động viên hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan nhất là công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các trường mầm non tư thục chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô cơ quan chức năng cũng chỉ đạo trường mầm non hồng nhung hay làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường không để ảnh hưởng đến các học sinh khác